Một buổi sáng giống như mọi ngày khác, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức Lợi ra khỏi nhà từ sớm. Tách khỏi sự ồn ào náo nhiệt của đường phố Hà Nội, ông đến Hồ Tây để chụp sen mùa hạ. Đầu mùa, những đóa hoa sen mới đang nở hé, nhưng cũng đã đủ sức hấp dẫn để lôi kéo bước chân những kẻ ham mê chụp hình sen. Nhưng với Đức Lợi, đối tượng chụp của ông không phải là hoa sen, mà chính là những lá sen xanh mơn mởn ôm ấp những đóa sen nở trên hồ. Ông quan niệm, chính lá sen xanh bình dị là nguồn nuôi dưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa sen. Tôn vinh vẻ đẹp của lá sen là tôn vinh những giá trị nền tảng, cốt lõi của cuộc sống, đối ngược lại với vẻ đẹp hào nhoáng dễ dàng nhìn thấy ở bên ngoài. Từ cảm quan độc đáo này, ống kính máy ảnh của ông đã ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống ở nhiều góc độ, và muôn mặt của cuộc sống hiện lên giữa ống kính nhiếp ảnh của Đức Lợi với những giá trị riêng của nó. Hà Nội với phố núi phố, người và xe hòa lẫn tạo nên sự ồn ào và sôi động. Nhưng bên cạnh đó, Hà Nội vẫn giữ lại trong lòng mình nét lặng đã được truyền lại từ bao đời nay. Đó là những con phố tĩnh mịch siêu phong của phố cổ, những con ngõ nhỏ cùng với muôn cảnh đời thường bình dị của cuộc sống con người với những lát cắt mộc mạc của nó. Mẹ đồng chí Trần Bình Minh, đồng chí đã gặp mình mệt lắm đấy. Dọc theo những con phố, nhiều địa điểm dẫu đã thân quen nhưng luôn sẵn sàng mang lại cảm hứng sáng tạo cho trái tim những người nghệ sĩ. Đó có thể đơn thuần là một khung cảnh sinh hoạt bình thường của con người, hay xa hơn là một công trình kiến trúc, nơi lưu giữ những dấu vết của một thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Công việc của người nghệ sĩ là phải tìm được vẻ đẹp ẩn trong đó và đặt nó lên tầm nghệ thuật. Sự biến thiên của thời gian là quy luật vĩnh cửu. Thời gian để dấu ấn, làm thay đổi con người, cảnh vật cùng những giá trị mà chúng ta tạo dựng. Ở người nghệ sĩ, khát khao níu giữ thời gian là khát khao thường trực và cháy bỏng. Ở Đức Lợi, khát khao ấy được thể hiện qua bộ ảnh tứ bình Xuân Hạ Thu Đông. Lấy cảm hứng từ hội họa Trung Hoa cổ, nhưng bộ ảnh tứ bình Xuân Hạ Thu Đông của Đức Lợi được thực hiện trên những chất liệu hiện đại và phù hợp với văn hóa người Hà Nội. Bốn bức ảnh là bốn sắc thái khác nhau của Hồ Gươm. Đó là nét tươi mới của mùa xuân, nét tươi tắn đủ đầy của mùa hạ, sự diễm lệ của mùa thu,
cùng nét buồn man mát của mùa đông. Hồ Gươm dưới con mắt của ông đã hiện lên với vẻ đẹp toàn vẹn. Để có được bộ ảnh đẹp và giàu giá trị như vậy, đòi hỏi không ít công phu và sự kiên trì. Tôi bắt gặp một cái hình ảnh ở Hồ Gươm, đó là một cái tháp rùa nằm giữa hồ, mà gần như là ai đó đã đến và đi qua Hà Nội, nhớ Hà Nội, thì cái hình ảnh tháp rùa đấy nó cũng đọng lại trong mỗi con người đấy. Nó rêu phong trầm mặc. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bộ ảnh bốn mùa, lấy nhịp mùa đi trên các cái cây lá cây hoặc là cành cây đó, đối chứng với cụm phốc, cụm tháp rêu phong trầm mặc kia, liệu có đúng hay không. Làm được cái bộ tứ bình và phải bốn mùa xuân hạ thu đông, ai may mắn ra thì cũng mất một năm rồi, phải không ạ, thì mới làm nổi cái bộ ấy. Nhưng riêng tôi thì bộ tứ bình ấy tôi làm thời gian nó khá dài, mất 6 năm. Cái bộ tứ bình này tôi muốn truyền tải đến cho tất cả những người xem nó, đó là cái tình yêu của Hà Nội, mà tình yêu đó vượt qua không gian và thời gian, đặc biệt là thời gian. Tình yêu đó không thể dừng lại trong một mùa nào cả. Cái đẹp của cuộc sống đơn giản chỉ là sự bình dị, ẩn chứa đằng sau nhịp sinh hoạt đang diễn ra hàng ngày là hàng ngàn, hàng vạn cái đẹp. Tuy nhiên, phải biết quan sát bằng đôi mắt và trái tim của một người biết xung cảm với cuộc sống thì mới có thể cảm nhận thấy. Và tôi nhìn thấy trong những người bình dị, lao động mưu sinh ở các thành phố, những cái nét đẹp của họ. Trong cái vội vã bon chen của cuộc đời, thì họ vẫn bình tĩnh và vẫn chân thật bán tất cả những cái gì họ có thể bán được để lấy cái đồng tiền lo cho cuộc sống của mình và lo cho con cháu học hành đến nơi đến chốn. Có thể nói tất cả những hình ảnh đó là những hình ảnh mà tôi cảm nhận được một cái vẻ đẹp bình dị. Cũng có người nói với tôi rằng tại sao trong những cái phần ảnh của anh không có ảnh của các phụ nữ hay là các cái hoa hậu. Thú thật với các bạn, nhìn hoa hậu rất đẹp. Và cái đẹp đó nếu mà tôi chụp xấu thì tôi mang tội. Thế nhưng những người đàn bà mưu sinh này thì họ có vẻ đẹp riêng của họ. Cái tiềm mẩn đó trong con người đấy chính là cái đẹp về nội tâm. Sự khát khao níu giữ vẻ đẹp cuộc sống cũng bộc lộ sự tiếc nối thời gian và những quy luật vận động của vạn vật mà chúng ta không thể thay đổi được. Nhịp vận động cuộc sống không bao giờ dừng lại, cùng với thời gian, cuộc sống cũng phải thay đổi, con người theo đó mà thay đổi theo. Mỗi một thời đại, cuộc sống lại khác nhau, suy nghĩ cũng khác. Nhưng có những quy luật không bao giờ thay đổi, có những sự đối nghịch là vĩnh cửu, và mâu thuẫn không bao giờ dừng lại. Ông đã thể hiện đó qua những bức hình đơn giản,
nhưng chứa đựng những triết lý sâu xa. Chúng ta, cái tầm mắt của chúng ta thì ít khi chúng ta để ý xuống thấp. Tôi cũng đã có từng những thời gian đi không để ý đến những cái gì xung quanh mình, đặc biệt là nhìn xuống chân. Sau đó, một thời gian thì tôi mới để ý thấy rằng, hãy nhìn thấp xuống chân đi. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời còn nhiều góc, còn nhiều góc khuất. Có lẽ chăng trong cuộc sống, chúng ta hãy nhìn đồng loại của chúng ta có những góc hãy còn đang khuất. Tôi không muốn nêu lên những hình ảnh đấy là những hình ảnh xấu, mà muốn trăn trở, muốn làm sao cho cái điều mà trước đây tôi đã nói với các bạn: giàu và nghèo quy luật vĩnh hằng. Đấy là những cái gì tôi muốn truyền đến người xem cùng đồng cảm với tôi, và hãy làm cái gì đó chung tay để cho cái cuộc đời này nó đẹp hơn một chút. Thì hôm nay có một số cái tác phẩm cũng rất muốn là được chia sẻ với các anh, và rất mong nhận được những cái hồi âm của các anh để xem cái góc nhìn về cuộc đời ấy, nó đẹp hay là nó chưa được. Cái xôn xao trong một cái ngày mưa ở phố Hàng Đào. Nhưng bình thường ta đi thì ta chỉ thấy rằng là đúng là rất nhốn nháo. Vâng. Rất nhốn nháo, và lại còn thêm nữa, tức là còn có thể kèm theo một vài cái bực mình. Đúng không ạ? Tức là phố đó là phố có thể nói rất lộn xộn. Nhưng mà anh vẫn tìm ra cái thơ mộng, cái bóng độ của cái người mà hối hả cho công việc, rồi là làm ăn buôn bán tấp nập. Và đây là đại biểu, có lẽ đại biểu nhất cho phố buôn bán từ xưa đến nay. Đấy, tức là cái đẹp đấy. Thì chúng ta biết rằng là Hà Nội là xô bồ, một cái Hà Nội đang đi ở trong cơ chế thị trường. Có thể nói ra đường thì không ai nói là không loạn. Thế nhưng mà anh Đức Lời, anh vẫn nhìn có những khoảnh khắc vẫn tĩnh lặng, vẫn một cái Hà Nội rất yên tĩnh, một Hà Nội rất thanh bình. Ví dụ như cái cảnh cắt tóc hay cảnh một cái ông già, thì ta vẫn cảm giác đó là của Hà Nội rất là yên bình, rất là lặng lẽ. Trong cái sự xô bồ vẫn tìm thấy những khoảnh khắc đó. Rất nhiều báo chí đã nói lên những cái nét mất đi cái nét đẹp của Hà Nội. Nhưng tôi tin rằng những ai đến Hà Nội và yêu cái thành phố này thì sẽ giữ được cho cái thành phố này những cái nét tinh tế mà cái câu thơ ngày xưa đã nói: chẳng chi thanh lịch cũng người chả ai. Tức là có thể cái Đức Lợi tư duy nó như Đức Lợi tự nhận, và cái điều ấy nó chín hơn, nó chắc hơn và nó hướng Phật hơn. Và cái điều mà Đức Lợi thì nói rõ ràng này, thực ra là cái cuộc đời, cái giàu nghèo nó là nếu mà mình gọi là tại số, nhưng thực ra là người ta có thể hạnh phúc với cái nghèo của người ta. Đấy, và Đức Lợi nhìn nhận một cái nhìn hoàn toàn mới mà tôi công nhận là cái điều ấy là cái điều, một cái góc nhìn cũng rất mới, rất nhân văn. Và tôi thấy cái đẹp ở mỗi người nghệ sĩ, họ khác nhau. Ở cương vị một nghệ sĩ nhiếp ảnh, cuộc sống được thể hiện qua những khuôn hình, những chất liệu mà ông góp nhặt được trong quá trình sáng tạo. Ghi lại được vẻ đẹp là hạnh phúc của người nghệ sĩ. Nhưng có lẽ trong quá trình lao động sáng tạo, người nghệ sĩ muốn có được bức ảnh nghệ thuật mang tính tư duy cao, thì mọi giác quan của họ lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng cao độ, thì mới có thể chấp được những hình ảnh đẹp. Bởi có khi những hình ảnh đẹp chỉ xuất hiện trong một tích tắc và không bao giờ trở lại. Vốn chỉ là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư, nhưng do chịu khó tìm tòi và học hỏi nên các bức ảnh của nghệ sĩ Đức Lợi được giới chuyên môn đánh giá cao, không chỉ về nội dung mà còn về chất liệu thể hiện. Để có được những bức ảnh đó, đầu tiên phải là cái trái tim người nghệ sĩ nó phải thực sự, nó là chân thành, nó là rung động được với những cái nét đẹp mà của Hà Nội xưa cũng như Hà Nội mới. Vì không thể có của giả trong 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 đó. Cái của giả thì không thể nào tồn tại được. Mà tại sao
những cái ảnh của Đức Lợi nó khắc họa được, nó tạo cho người ta rung động được chính là cái thật của trái tim Đức Lợi đã vào cuộc, cộng thêm với những cái nghiên cứu như tôi nói đấy, tức là cái nghiên cứu về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật, hai cái nó phối hợp với nhau nên nó tạo ra một cái không gian mới và người xem thấy lạ, thấy cảm nhận được cái tứ mà tác giả truyền đến. Những bức ảnh về thời gian, không gian và những bức ảnh thể hiện triết lý nhân sinh quan của cuộc đời cũng chính là những suy tư về cuộc đời của chính mình và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh. Cầm máy ảnh chỉ là cái duyên vô tình của một người vốn yêu cái đẹp và thiết tha với những thứ bình dị trong cuộc đời này. Tình yêu nghệ thuật của ông được thừa hưởng từ người cha, sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Như ông đã sớm được cha khuyến khích, lên 4 tuổi, ông đã được cha tặng một chiếc máy ảnh. Cha dạy, con học, có thời gian, cha con lại cùng nhau đi những con phố Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc của người và cảnh. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, chụp ảnh mới chỉ dừng lại như một thú vui mà thôi. Cuộc sống và những bộn bề lo toan đã khiến ông gác lại niềm đam mê nhiếp ảnh. Cả một quãng thời gian dài lăn lộn với mưu sinh vất vả, niềm đam mê vẫn đeo đẳng. Và giờ khi cuộc sống đã đủ đầy, ông lại tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Tới năm 4 tuổi thì cha tôi có tặng tôi một cái máy ảnh cổ. Lúc bây giờ bé lắm, cũng chỉ biết là theo cha là tập tuệ, vì bố tôi là một cái người thợ thủ công. Thế rồi lớn lên khi hòa bình lập lại thì cũng không có cái điều kiện, bởi vì các bạn biết rồi, lúc bây giờ là hoàn cảnh nó cũng rất là khó khăn. Mãi đến năm mà gần 20 tuổi thì tôi may mắn có một người bạn rất thân, và bố của người bạn đấy lại là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ông cho tôi và người bạn đấy được phép sử dụng cái máy của ông. Và từ đó trở đi thì tôi với người bạn cũng hàng ngày theo đuổi một cái thú chơi. Có những lúc mình phải dừng lại cái thú vui của mình, bởi vì gia đình bắt đầu được xây dựng, cần phải gây dựng cho cái tổ ấm gia đình, rồi là nuôi con, rồi dạy dỗ con cái. Mãi đến năm sau này, những thập niên 90, khi mà cuộc sống đã tương đối ổn định và cái tích lũy về cuộc sống của mình nó đã lớn lên rồi, thì lúc bấy giờ nó thôi thúc tôi nhớ lại lời của bố mẹ, muốn làm cái gì đó cho cái thành phố mà mình gửi gắm cả một cái tuổi trẻ của mình ở trong đó. Tình yêu Hà Nội là nguồn cảm hứng lớn nhất trong bộ sưu tập ảnh đồ sộ của ông. Các bức ảnh không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đẹp, mà còn là tập tài liệu sinh động về xã hội nhân sinh, giới thiệu được một phần nào thần thái của cõi đất và con người Hà Nội với bề dày lịch sử và về cuộc sống con người, xã hội nói chung.
Trở thành một người cầm máy không khó, nhưng để trở thành một người nghệ sĩ thực thụ thì không chỉ đơn giản là năng khiếu bẩm sinh. Với Đức Lợi, bên cạnh tố chất nghệ sĩ có sẵn trong người thì sự chăm chỉ lao động và sáng tạo trong từng bức ảnh đã mang đến cho ông nhiều thành quả. Cho đến nay, Đức Lợi đã trở nên nổi tiếng, đặc biệt là sau cuốn sách ảnh Phố Hà Nội, Những Khoảnh Khắc Trong Tôi. Ông được mọi người biết đến và xem như một nhà kể chuyện về Hà Nội qua ảnh. Đến nay, ông đã sở hữu hơn 2 vạn bức ảnh, trong đó có nhiều bức nổi tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao bởi cảm quan độc đáo về cảnh sắc và cuộc sống con người nơi đây. Vì chúng ta biết rằng trong nhiếp ảnh cũng như là trong quay phim ấy, thì chúng ta thấy rằng là có 2 mặt. Một là gì? Một là anh phải hiểu biết về cái tư duy hình tượng, thì đấy là về mặt nghệ thuật. Nhưng mà anh tư duy hình tượng nghệ thuật rồi nhưng mà anh không biết sử dụng về kỹ thuật chẳng hạn, thì nhiều khi không thể hiện được ý đồ nghệ thuật của mình. Thì ở đây tác giả là gì? Đã sử dụng được, thanh thạo được những kỹ thuật hiện đại để mà nói lên được cái mà mình muốn diễn tả. Thì ở đây Đức Lợi đã nắm được 2 cái đó, phần nghệ thuật và phần kỹ thuật. Thì điều đó không phải ai cũng làm được. Đấy. Nhiều nhà nhiếp ảnh có nhiều khi là chỉ biết kỹ thuật thôi, còn tư duy thì kém. Tức là tư duy hình tượng để tạo nên cái nội dung của tác phẩm ấy, ý tưởng của tác phẩm ấy, thì nhiều khi rất là hời hợt. Thì ở đây tác giả là vừa có những cái tư duy sâu sắc, đồng thời là biết sử dụng những cái kỹ thuật để mà thể hiện được cái tư duy của mình. Điều đó là cái điều hết sức quan trọng đối với nhà nhiếp ảnh. Để cho cái tác phẩm nó có thể đứng được, nó có thể đứng vững và nó có thể chinh phục hay nó làm lay động cái tình cảm của những người xem. Thì đấy là, tức là bố cục anh quan tâm, màu sắc anh quan tâm, rồi lại quan tâm đến đề tài. Đấy, người ta, có người thì quan tâm rất nhiều đến cái đề tài lớn lao hoành tráng, có người thì quan tâm đến những cái chi tiết. Đấy, tức là do mà dù anh đi con đường nào, nhưng nếu mà cái công việc đó mà đến, bọn tôi trong mỹ thuật hay dùng cái chữ đến, tức là cũng đi đấy, cũng ao ước đấy, nhưng không đến, tức là nó chưa được. Nhưng đây là cố gắng đi để cho nó đến, thì đấy là những cái đóng góp. Khi bạn sinh ra thì bạn khóc, nhưng những người xung quanh bạn thì cười, mỉm cười. Đó là bởi vì một sinh linh mới được ra đời và gia đình rất là vui vẻ, hay là bạn bè của bố mẹ, ông bà cũng rất là vui vẻ, cười. Khi bạn sinh ra thì bạn khóc, còn những người xung quanh bạn thì cười. Vậy thì bạn hãy sống sao cho để khi bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn mỉm cười và những người xung quanh bạn khóc thương bạn. Từ cái triết lý đó, với cái vốn sống của mình, tôi đã bắt gặp những cái khoảnh khắc mà nghĩ rằng cuộc đời của mình cũng như vậy. Các bạn có thể thấy cái bức hình tôi chụp mang cái tựa đề là Vòng Quay Cuộc Sống. Đó là gì? Một cái bánh xe già cỗi. Một cái bánh xe già cỗi dừng lại, và phía sau nó là cái gì đấy? Tôi cảm giác rằng cuộc đời của chúng ta, mỗi con người cũng như vậy. Cả một cuộc đời xoay vần như một cái bánh xe chạy trên một con đường, lúc gồ ghề, lúc bằng phẳng, có khi để lại những vết hằn trên nền đường, và đến lúc nào đó nó sẽ dừng lại. Vậy thì cái gì nó để lại trên quãng đường nó đã đi qua? Phải chăng nó phải để lại một cái hình ảnh đẹp
hay là những bông hoa đẹp dù là rất nhỏ nhoi. Hàng ngày, ông vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm, lang thang trên khắp 36 phố phường của Hà Nội để lưu lại những khoảnh khắc bình dị của cảnh và người. Với ông, trải nghiệm không bao giờ là đủ, bởi những trải nghiệm cuộc sống giúp ông nhìn xã hội này dưới góc nhìn nhân văn cao cả. Cuộc sống qua ống kính của ông là một bức tranh đơn giản nhưng chứa đựng tư tưởng, đó là những góc khác của cuộc sống, những điều nhỏ nhặt, những quy luật bất biến của con người với con người, những mâu thuẫn xảy ra giữa hiện thực cuộc sống này.